Quỳnh. Tối nay cô có rảnh không? Tới nhà của tôi ăn tiệc. Đúng rồi đó. Nhờ có em mà Nam mới chịu vô công ty làm. Cho nên bữa tiệc này phải có em mới vui. Đúng không Nam? Đi làm thôi mà. Ăn mừng dữ vậy sao? Nè, ông nữa hả? Tính gây chuyện hả? Kệ đi Nam, mình đi. Khoan. Cậu muốn gì nữa đây? Muốn gì là quyền của tao. Nè, làm gì vậy? Đáng. Kiểm tra coi mày có lấy đồ công ty về không? Nè, ông quá đáng lắm rồi đó. Quá đáng là quá đáng làm sao? Tôi cũng đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Chuyện gì vậy? Không biết giám đâu. Sát nhân viên công ty. Coi cậu chắc ta có đem đồ công ty về hay không? Con của tội phạm cướp của giết người á thì làm sao mà tin tưởng được? Đúng không mọi người? Con của tội phạm cướp của giết người mà. Làm sao tin tưởng trong công ty? Ông tính làm nhục Nam đúng không? Đồ hèn. Dù sao Nam cũng đang làm việc rất tốt. Tôi thừa nhận năng lực của anh Nam ở đây. Còn chuyện cá nhân, không nên nói như vậy nếu cậu là người quân tử. Con của tội phạm á thì tôi nói là con của tội phạm. Sao? Thích nó hả? Cô bao che nó hả? Tôi chỉ muốn tất cả mọi người trong công ty này biết mọi người đang bị nó lừa rồi. Ê, không ngờ vậy luôn á. Nè, đang nói gì đó? Đi về đi. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Tôi chỉ sợ cậu ta lấy cắp đồ của công ty đem về nhà của mình thôi. Cậu là người mới sao? Dạ. Cậu làm ở bộ phận nào? Tôi làm phòng nhân sự. Nhiệm vụ của tôi là giám sát nhân viên. Ai thì tôi không biết. Nhưng mà riêng Duy Nam thì tôi khẳng định là sẽ không bao giờ có chuyện ăn cắp đâu. Với lại, cậu không có cái quyền tra xét người khác như vậy. Cần thì trích xuất camera, cậu tự ý tra xét như vậy là phạm tội đó. Ai là người đã tuyển cậu vào? Dạ, chủ tịch. Bây giờ cậu về đi. Lần sau cậu mà tái phạm chuyện này nữa, tôi chính thức sa thải cậu đó. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời còn gian khó thăng trầm, ta vươn cao đôi tay ta thế vang hay.